Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 3, ngày 27 tháng 2 năm 2018 của 12 con giáp. Tử vi hàng ngày của người tuổi Tuất dựa vào tam hợp cục để phát triển công việc. Không chỉ có năng lực mà bạn còn gặp may mắn, hội tụ đủ thời cơ cũng như nguồn lực để hoàn thành kế hoạch lớn. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi Lịch Ngày Tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi thứ 3 của 12 con giáp, người tuổi Tý có vận trình khá lý tưởng khi tình yêu thăng hoa, tiến vào giai đoạn ngọt ngào và mang tới cho nhau cảm giác yên tâm, chân thành. Hai người ở bên nhau không còn cần quá phô trương hay thể hiện thái quá những đặc biệt, lưu ý và có sự hài hòa, ấm áp khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Ngày nay, phương diện tình cảm thì bạn lại không được ổn như vậy. Cần phải chú ý đề phòng những người quen biết lợi dụng để làm những điều không hay, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân. Tốt nhất là không giúp những việc cần phải bảo lãnh như vay mượn hay mối lái, liên hệ, làm trung gian, giới thiệu cho người khác để tránh phiền phức không đáng có. Bản mệnh tiêu hao, sức khỏe kém hơn nhiều nên chú ý nghỉ ngơi dưỡng sức, chứ đừng quá ham công tiếc việc. Khi cảm thấy mệt thì hãy nghỉ một lát, thư giãn đầu óc và nạp thêm năng lượng rồi hãy quay trở lại giải quyết công việc cần, bổ sung thêm các bữa ăn phụ giờ để đảm bảo thể lực của mình hơn. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, xám, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Dần. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi ngày 27 tháng 2 năm 2018 của người tuổi Sửu có kiết tài hoành hành nên nguy cơ mất tiền là rất cao. Ngoài ra, do thái độ không đúng mực nên bạn sẽ lỡ mất cơ hội làm ăn với đối tác lớn, tuột khỏi tay khoản tiền không hề nhỏ. Chắc chắn cảm giác nuối tiếc là không thể tránh khỏi, nhưng cũng đừng thất vọng quá lâu, cần phải vững vàng đứng dậy, bắt đầu lại. Mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp thiếu sự hài hòa cũng một phần vì tính cách của bạn khá khép kín. Phần nữa do ảnh hưởng của thương quan, thị phi bủa vây, nhiều người ghen tị, gièm pha khiến cho bạn không dám mở lòng, sợ bị người xấu lợi dụng, chơi đều ở sau lưng, đi làm phải hết sức thận trọng, không thể thoải mái vui vẻ mãi được. Bù lại, gia đình và bạn bè là chỗ dựa cực vững chắc của người tuổi Sửu, giúp bạn lấy lại cân bằng. Mỗi khi khó khăn hay mệt mỏi, cảm thấy chán nản muốn buông bỏ, thì những người ấy lại động viên khích lệ, khiến cho con giáp này tự tin hơn, dũng cảm mà tiến về phía trước, cởi bỏ những áp lực tinh thần. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Dần có một ngày ảm đạm khi mà tự hình khiến cho bạn suy nghĩ tiêu cực, hướng tới những điều không may mắn, chỉ gặp một chút vướng mắc cũng đủ làm con giáp này vô cùng suy sụp. Với tố chất tâm lý kém như vậy thì rất dễ mắc sai lầm trong công việc cũng như khó khăn về tình cảm. Mặc dù tỷ kiến mạnh mẽ, có năng lực nhưng bạn lại không tận dụng được thế mạnh này. Dù kết quả không kém nhưng vẫn tự trách, cho rằng bản thân rất dở, tự ti, yếu thế, không dám thể hiện, làm bạn tuột mất những cơ hội vô cùng quý giá để nâng cấp sự nghiệp, thật đáng tiếc. Mộc vượng có một điểm tốt là tăng cường sự sáng tạo. Nếu có thể làm chủ được những yếu tố trong mình, hướng tới những việc có ích thì bạn sẽ gặt hái được không ít thành công. Những người làm việc tự do, làm việc sáng tác, làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ có cơ hội tỏa sáng của riêng mình nếu biết tận dụng. Con số may mắn 08, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường xanh lá trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Dậu. Tử vi tuổi Mão. Xem bói tử vi cho người tuổi Mão, mộc vượng chủ về sáng tạo với những ý tưởng mới mẻ, nhiều sức sống và dẫn đầu xu hướng. Vì thế mà bạn có thể đưa ra những đề xuất, ý kiến mang tính xây dựng tích cực, mở mang hướng đi thú vị cho công việc vốn dĩ khá nhàm chán và quen thuộc. Khoảng thời gian gần đây, bạn sẽ phải thức khuya dậy sớm để làm việc, cố gắng hết sức để thể hiện, thực hiện hóa lý tưởng của mình, đồng thời động viên cùng đồng nghiệp hợp tác để hoàn thành tốt dự án. Tuy vất vả, nhưng với hậu thuẫn của quan tinh thì công việc sẽ có kết quả khả quan và được đền đáp xứng đáng thôi. Trong ngày nên đề phòng thất sát hung thần gây tai nạn, va chạm hoặc có điểm đấu khẩu, cãi vã do nóng tính. Vì thế tuổi Mão cần phải hết sức lưu ý, kiềm chế nóng giận, đồng thời cẩn trọng hơn trong việc di chuyển hay làm việc để bảo vệ an toàn của bản thân.
Ngày này không nên xuất hành đi xa, hạn chế tới những khu vực công trường xây dựng nhiều máy móc. Con số may mắn 04, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi hôm nay của người tuổi Thìn phải chú ý nhiều hơn tới thái độ cũng như cách ăn nói, bởi ngũ hành tương khắc dễ nảy sinh cãi vã, tranh chấp với người khác. Có thể trong lúc bất bình, mất bình tĩnh, bạn đã phản ứng thái quá, khiến cho sự việc bị đi xa hơn so với thực chất. Cần phải tiết chế cảm xúc của mình và giữ được sự bình tĩnh cần thiết, đừng trước rắc rối vào người. Sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu đi xuống. Vì tham công tiếc việc, bạn vẫn chưa có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân. Mới đầu năm mà tinh thần và thể lực đã không còn duy trì được ở trạng thái sung mãn nhất, ảnh hưởng khá nhiều tới hiệu quả công việc, nên thay vì cắm đầu cắm cổ làm cật lực, hãy phân bổ thời gian hợp lý hơn, tăng chất lượng thay vì số lượng. Tài chính là phương diện tốt nhất của con giáp này trong ngày, vì bạn được thiên tài ưu ái, nhận thêm công việc bên ngoài hoặc có mối làm ăn mới, đầu tư vào lĩnh vực thu được lợi nhuận. Nhân cơ hội này, hãy cố gắng giữ vững mạnh khả năng tài chính của mình, cũng như suy nghĩ kỹ càng về việc duy trì hướng đi này, chuyển từ việc phụ thành việc chính. Con số may mắn 05, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Ngọ. Tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi ngày 27 tháng 2 năm 2018, người tuổi Tỵ gặp tương xung nên sự nghiệp gặp khó khăn, công việc tiến hành không thuận lợi như dự định của bạn. Có khá nhiều việc bất ngờ xảy ra khiến bản mệnh trở tay không kịp, cuống quýt rối loạn nên chưa đưa ra được phương án giải quyết thỏa đáng nhất, thật là đáng tiếc. Tài chính chưa có nhiều khởi sắc, dù sao những kế hoạch đề ra cũng chưa có thành quả gì đáng kể nên tài lộc có thể có không có ngay được. Hãy cố gắng và kiên trì làm việc. Ngoài ra, xuất hiện thiên tài nên bạn có thể thử nghiệm một số lĩnh vực mới. Đừng ngại ngần nếu còn bỡ ngỡ, có thể dần tìm hiểu rồi mới đầu tư, làm từng bước một. Mộc sinh hỏa vượng, chú ý nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân, nhất là những người có tiền sử bệnh tim. Dù gặp chuyện khó chịu tới đâu cũng phải bình tĩnh, đừng nóng giận mà hại tới thân thể. Bạn nên học cách thiền để tĩnh tâm, cân bằng và nuôi dưỡng tâm hồn mình theo hướng tích cực, sẽ dễ khiến cho cảm xúc được kiềm chế tốt hơn. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường tím, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Dậu. Tử vi tuổi Ngọ. Tử vi ngày 27 tháng 2 năm 2018, người tuổi Ngọ đón tin vui về nhân duyên nhờ tam hợp cục tốt lành. Bạn dễ dàng làm quen được với mọi người ở môi trường mới và gây được ấn tượng tốt với những người mà mình từng tiếp xúc, tạo dựng những mối quan hệ tốt đẹp, thân thiết, có lợi cho công việc cũng như cuộc sống riêng tư. Nhìn chung, công việc của bạn vẫn diễn ra như thường lệ, không có vấn đề gì quá lớn. Dù cũng xuất hiện thử thách nhiều nhưng đều nằm trong tầm kiểm soát, với năng lực cũng như các mối quan hệ bạn đang có thì sẽ nhanh chóng giải quyết thôi. Điều đáng lưu tâm là con giáp này cần phải có bước đột phá để làm nổi bật mình lên, chứ không thể mãi quanh quẩn với vị trí an toàn được. Buổi tối hãy dành thời gian để hẹn hò, đi chơi cùng người yêu hoặc trò chuyện với đối tượng mà bạn thích. Tam hợp vượng nhân duyên hứa hẹn rằng sẽ có những cuộc gặp gỡ vô cùng thú vị. Hai người cảm thấy hài lòng với đối phương và có thể bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn, còn tiến xa hơn trong tương lai đấy. Con số may mắn 3, 4, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường xanh lá, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Dậu. Tử vi tuổi Mùi. Tử vi phương đông của 12 con giáp cho biết người tuổi Mùi hãy cẩn thận khi thương quan xuất hiện, có khá nhiều thị phi bủa vây khiến bạn rối trí. Những lời nói vô căn cứ, chuyện bé xé ra to, đơm đặt dựng chuyện để hạ bệ uy tín cá nhân ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý của con giáp này. Trong lúc hoang mang, có thể bạn sẽ hành xử thiếu sáng suốt, kiệt tiểu nhân rồi cũng lại đắc ý. Ngoài ra, ngày có kiếp tai ảnh hưởng, mệnh chủ cẩn thận về tài chính, nhất là trong hợp tác làm ăn. Cần phải thật tỉnh táo, kẻo bị lừa gạt, không tin tưởng bất cứ ai thái quá, kể cả là người thân quen. Phải tự mình kiểm tra lại các thông tin và kiểm soát tài chính ở mức tối đa, hạn chế những tình huống ngoài ý muốn. Thiên đức hài hòa, gia đình là chỗ dựa tốt nhất về mặt tinh thần của người tuổi Mùi vượt qua những khó khăn trong công việc.
Khi cần lời khuyên hoặc muốn được động viên khích lệ thì hãy tìm tới người thân. Có thể không thể trực tiếp giúp đỡ, nhưng sự lắng nghe và cảm thông của họ sẽ làm bạn dễ chịu và vững tin hơn. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, cam, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão. Tử vi tuổi Thân. Tiếp nối tử vi ngày 26 tháng 2 năm 2018. Hôm nay, người tuổi Thân đối diện với tương xung nên thái độ của bạn không đúng mực lắm. Con giáp này thường xuyên nổi giận vô cớ, ăn nói bất lịch sự hoặc có những hành động không phù hợp ở nơi tập thể. Có lẽ tâm trạng không tốt nên bạn mới hành xử thất thường như vậy. Hãy cố gắng kiềm chế và sửa đổi, đừng để điều đó diễn tiến lâu hơn. Việc này cũng cản trở khá nhiều tới công việc của bạn, nhất là những người làm việc ở các ngành dịch vụ, chăm sóc khách hàng, bán hàng, kinh doanh thì lại càng tệ. Bạn dễ sinh sự với khách hàng, đối tác và bị phản ánh khá nhiều, cấp trên bắt đầu thấy đau đầu, gọi vào khiển trách rồi đấy nhé. Lúc này, để giảm bớt áp lực thì người tuổi Thân nên vận động, tập luyện thể dục thể thao, giải phóng hết những nguồn năng lượng tiêu cực bên trong bên ngoài. Đồng thời, hãy đọc sách, nghe nhạc hoặc tham gia các hoạt động có tính nghệ thuật như là vẽ tranh, biểu diễn. Để tìm thấy cảm hứng mới mẻ cho cuộc sống, khi tích cực vui vẻ thì thái độ cũng sẽ được cải thiện. Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, bạc, xám, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Thìn. Tử vi tuổi Dậu. Tử vi thứ 3 của người tuổi Dậu có ấn tinh vượng vận, tài lộc dồi dào, kiếm tiền như hái, kiếm tiền tiêu nhiều, đời sống vật chất và tình cảm phong phú, phóng khoáng, tinh thần tươi vui phơi phới. Đặc biệt, quý nhân hỗ trợ rất tốt cho công việc nên bạn có đường thăng tiến nhanh chóng và thuận lợi nên tận dụng thật tốt cơ hội này. Công việc diễn tiến thuận lợi, bạn nhận được những cơ hội mà người khác phải mơ ước, cố gắng khẳng định thực lực của mình. Dù có người nâng đỡ nhưng những thành tựu đến đâu thì phụ thuộc phần lớn vào sự thể hiện của bạn. Cần phải làm thật tốt để những người khen tị gièm pha không có cớ để nói ra nói vào. Tình yêu gặp quả tú. Đối với nữ mệnh thì đây là khoảng thời gian khó khăn vì bạn không làm chủ được cảm xúc của mình. Dù đang có người yêu hay đã lập gia đình nhưng bạn vẫn khá thờ ơ, thái độ lạnh nhạt, ít biểu hiện yêu thương với những người ấy khiến cho mối quan hệ đóng băng, gượng gạo. Kéo dài tình trạng này thì vô cùng nguy hiểm đấy nhé. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xám, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Mùi. Tử vi tuổi Tuất. Tử vi ngày 27 tháng 2 năm 2018 của người tuổi Tuất dựa vào tam hợp cục để phát triển công việc. Không chỉ có năng lực mà bạn còn gặp may mắn, hội tụ đủ thời cơ cũng như nguồn lực để hoàn thành tốt kế hoạch lớn. Nếu thành công thì đây sẽ là cú hích cực lớn cho sự nghiệp của bạn trong năm nay nên hãy cố gắng thật nhiều nhé. Người tuổi Tuất không nên tiêu tiền nhiều trong ngày hôm nay vì vận tài lộc không vượng. Có kiếp tài dễ mất tiền vô ích hoặc bị lừa gạt. Vì vậy, bản mệnh tạm thời không đưa ra quyết định đầu tư hay tham gia góp vốn, tránh mua bán đồ đạc tài sản có giá trị lớn, tìm hiểu kỹ càng, rồi hãng tiến hành thì sẽ an toàn, hạn chế tổn thất tối đa. Ngũ hành tương khắc, cẩn thận phương tiện đi lại, di chuyển. Khi ra đường lúc nào cũng phải chú ý quan sát cẩn thận, tập trung ở mức cao độ. Nếu phải đi công tác, xuất hành đi xa hoặc di chuyển qua lại nhiều thì nên mang theo bùa may mắn. Bản mệnh Phật ứng với người tuổi ở bên dưới để cầu bình an, xua đuổi rủi ro tai ương. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, vàng, tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Tý. Tử vi tuổi Hợi. Xem bói tử vi cho người tuổi Hợi, thực thần xuất hiện nên các mối quan hệ xã giao của bạn rất tốt, đối đãi với mọi người hài hòa vui vẻ, dễ hòa nhập trong tập thể. Khéo ăn khéo nói là lợi thế giúp cho con giáp này giành được nhiều ưu ái từ cấp trên, đặc biệt nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, được nâng đỡ ắt có người gièm pha và ganh tị nên bạn đừng tỏ thái độ quá rõ ràng, cần phải khiêm tốn chừng mực, quan trọng nhất là tập trung làm việc, thể hiện khả năng tốt và cho thấy sự cố gắng, cầu tiến trong công việc, không nề hà khi hợp tác cùng với đồng nghiệp để tránh những điều tiếng không hay. Sức khỏe của người tuổi Hợi không được tốt cho lắm do ngũ hành bản mệnh tiêu hao. Buổi sáng thì tình hình không tệ đâu,
nhưng từ đầu giờ chiều và bắt đầu trở đi, bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, đau đầu và có dấu hiệu cảm cúm. Nên nghỉ ngơi thật hợp lý, ăn uống những món ăn thanh đạm và bổ sung các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C để cơ thể dễ chịu hơn. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.